rồi, gà bây giờ. Dạ vâng, có tiền, có tiền anh ơi. Cho ba, cho ba ly trà đá đi anh. Dạ dạ, rồi, tính tiền. Dạ, lên đây đây. Này, này, mấy đứa. Dạ, ba chục. Này, 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 trong quán đi. Ôi, chị đâu vậy? Đi đọc hội. Vô trong quán kìa, khách ở trong quán kìa. Dạ rồi, dạ rồi. Ôi, sao? Dạ, 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 ok, ok. Sao tự dưng lại mặc bí xị thế kia? Mới đá gà thua, họ nhiều quá. À, anh Năm mua trong đấy đi, rồi ăn bao nhiêu gà cũng được. Ê, ba. Này, này, mấy đứa. Chăm sóc cho anh Năm phần đặc biệt nhá. Dạ, dạ, dạ. Chăm sóc đặc biệt cho anh. Gà thêm. Cái đồ ăn đi. Dạ, dạ. Anh ăn gì vậy anh? Mấy ba cái đùi gà. Rồi, bàn số 4, ba cơm đùi gà luôn. Còn có hai đùi à. Dạ anh ơi. Quán em giờ còn có hai cái đùi gà hay là anh ăn ức đỡ nha. Cái quán mày cỡ dày kiếm không ra được cái đùi gà hả? Mẹ kiếm con thử vậy. Kệ. Ấy anh Năm hả? Em tưởng ai? Anh chạy chơi vui nha. Riêng ba anh á với riêng anh Năm là em phải móc được cái đùi cho anh chứ. Đi vô anh chạy. Lại đi. Trời không gái mà. Bớt giận. Ba cái đùi lát shit. Dạ. Rồi em biết rồi. Gà giao tới chưa? Xe không bị hư rồi, không biết chừng nào giao tới đó. Mẹ ơi. Thôi để tôi vô nói chuyện với ổng coi sao. Giờ sao bây giờ? Cái gì? Hai đùi kìa. Hai cái đùi đó. Đâu? Ờ. Dạ. Anh Năm về. Dạ. Anh Năm về anh trai. Anh trai chơi vui anh trai. Dạ. Dạ. À, anh Út. Bà ở đâu? À, lấy tiền rồi anh Út. Chẳng giờ bán được không? Bán hết luôn rồi. Làm gì với cơm gà ăn đi. Hết rồi đâu ra cơm gà. Ừ, còn cặp chân gì kìa, lấy chấm muối tiêu chanh ăn đỡ rồi đó quá. Nãy giờ anh Út ơi. Gà dài ngon á. Dạ, ngon chưa? Mà chân gà này gà đá rồi với gà ăn thịt trời. Ai làm thịt uống người ta? Lẽ đá thua rồi bán. Chắc vậy anh Nút ơi, chắc đá thua á. Cái chân con gà này sao thua nổi. Nè. Nguyên cái phủ địa này nè. Ôi, quyền trăm gì ta le chứ gà này sao thua được. Cái này là không bao giờ thua được, không gớt cái nào được trơn á. Vậy chắc chết già rồi. Alo nghe nè. Gì? Gà lục nồ rủ mai đá hả? Đá nhiêu? Nghĩ sao đá 60 triệu? Con chiến kê của tao á là nó vô địch bên Thomo. Qua bển người ta chạy mặt hàng hết trơn rồi. Bữa trước á là đá thắng ở bên đó là người ta trả 300 triệu chưa bán. Tôi nghĩ sao giờ đây dắt mặt đi đá 50 triệu. Rủ hình mẹ Long Bể đi. Nếu mà chốt được cái đá sổ 5 xị thì chơi. 5 xị trong, 5 xị ngoài. Vậy nha. Ủa, sáng giờ cho chiến kê ăn chưa? Ăn rồi. Dạ, cho vô ngủ đi. Ngủ luôn rồi. Cho nó vô trong ngủ hả? Không biết nữa. Chiến kê tao đâu? Cái bội đó rồi nó đâu? Nó đâu? Chiến kê tao đâu? Nút. Nút, bình tĩnh. Mấy anh em nói Nút. Hồi nãy á, nóng quá trời. Cái chiến kê á, nó thấy cái chảo dầu của Nút, nó tưởng nước nhảy xuống bơi hai nhót. Mày nói cái gì? Những gì còn sót lại. Ôi! Chiến kê. Trời ơi, kê ơi, kê. Cạn không kịp. Bây giờ em nhảy vô cái em tính nhảy xuống bơi với nó luôn mà em nghĩ nó là gà chảo dầu em đâu dám. Đừng nói gì nữa. Để tao yên. Bình tĩnh. Đừng có buồn, chia buồn với Nút. Trời ơi, kê ơi, sao mày đi vội vã quá vậy? Khoan đã. Hồi nãy tụi bay nói con chiến cơ của tao tại sao nó chết? Nó thấy chảo dầu nó tưởng hồ bơi nhảy xuống sải hai sải đi luôn. Vậy thì cớ gì sao lông nó còn nguyên ở đây? Hả? À, dạ vậy
anh Út tắm anh Út có cởi cởi áo không? Tắm thì tất nhiên phải cởi áo ra rồi. Thì con kê nó cũng vậy, nó cởi lông ra tắm nó. Dạ đi quá. Lúc đó chạy không kịp. Trời ơi. Được. Biết sao mà nó suy nghĩ vậy nữa, tiếc thai cho một thân gà đau đớn vô cùng. Khoan đã. Tao đã suy nghĩ rồi. Tao đã vận dụng hết cái trí thông minh của tao để suy nghĩ ra. Tụi mày tưởng dễ qua mặt được tao lắm à? Mày tắm mày sẽ cởi đồ ra tắm đúng không? Dạ dạ. Đúng rồi. Tắm xong mày có mặc đồ vô lại không? Có. Con chiến kê tao tắm nó cởi lông ra nó tắm. Đúng rồi. Nó tắm vô nó mặc lông vô thế nào? Nó tắm xong nó mặc lông vô làm sao? Nó gắm từng cọng vào nhưng không kịp. Còn tráo trở nữa hả? Chính hai thằng quay. Hai thằng quay đấy. Giết con tiệt chiến kệ tao đúng không? Dạ dạ không anh Út ơi. Thật ra là tại nghĩ vô quán rồi. Nãy cũng có ông này cũng khó tính. Đừng có nói nhiều. Đi vô trong cuốn gói. Nghĩ vô quán. Biến khỏi quán này. Anh Út. Không có nói nhiều. Thôi cái gì mà ồn ào đấy. Cái gì? Nãy quán mình còn có hai đùi mà khách đòi ba. Rồi sao? Cái em em lỡ mừng con chiến kê của anh Út. Đừng có nói nữa. Bà đuổi em đưa nó đi đi. Chị em đâu đuổi. Em nghĩ vô quán chứ em đâu có cá nhân gì đâu. Đúng rồi chị. Thì có chiến kê nữa hả? Nhưng mà em bán cho khách mà. Chị đừng đuổi vô em. Khổ luôn, xin việc làm khó khăn chị. Tốt quá tốt còn gì nữa. Đáng ra là phải làm cái con chiến kê đấy từ lâu rồi. Bà nói cái gì vậy đã? Chứ còn sao nữa. Suốt ngày ông mang cái con chiến kê đấy đi đá hết chỗ này đến chỗ khác. Có bao giờ ông mang được cái đồng tiền nào về nhà không? Bà biết tình cảm tôi gắn bó với nó thấm thiết như thế nào không? Thương yêu nhau luôn. Dính với nhau như là Sam như đó. Làm sao mà xa cách được. Thương yêu mà nãy ăn người ta luôn. Luôn á. Mày nói cái gì? Có cặp cán thổ địa gì đó. Phụ mẫu gì nữa. Trời ơi. Hèn chi. Nãy giờ tao thấy nghi nghi rồi. Trời ơi. Sao? Tôi không nghĩ có một ngày tôi đã gặm luôn cặp giò của con tôi. Cái bàn hồi nãy. Cái bàn hồi nãy mang thịt con kê ra đâu? Cái bàn đâu? Bàn này nè. Rồi xương chiến kê đâu? Nó lút hết luôn. Bà mày á, thằng nào ăn mà nhai luôn xương con đâu vậy? Thằng nào tụi quanh tao chém chết mẹ nó. À, nằm lòng sắt á. Bự đi nè. Anh đâu ơi, anh đâu. Sao anh lỡ nhai xương luôn đó vậy Nam ơi? Ê, giờ ông đi đâu đấy? Tôi đi vô kiếm cái lồng kiến, tôi lộng cái cặp cán con chiến kê. Rồi lập cái bài vị cho nó. Ôi này chị Bảo này, hai đứa lần sau cứ thế mà phát huy nhá. Này, riêng kê là việc hơi bị được đấy. Để đấy tháng sau chị lên lương cho. Dạ. Còn Thông ấy, nhìn kê mà học hỏi. Nó mới vào được có một tháng thôi mà làm việc hơn cả em rồi đấy. Coi mà học tập nó đi. Riêng mày là không lên lương đâu nhá. Ủa, chị lên, phải lên chung nhớ. Đứa nào làm tốt tao lên lương cho đứa đấy. Em biết rồi chị, em sẽ cố gắng. Không, không vậy. Cả hai cùng lên. Mày giỏi thì chị thưởng mày đúng rồi. Thì đứa nào làm tốt tao thưởng cho đứa đấy. Em ra em dọn cái bếp cho xong nha. Giỏi thế. Rồi, cảm ơn anh. Anh ơi, gieo gà nè. Ủa anh Tài 10 đâu mà hôm nay người khác giao vậy? Tao ở bên chỗ khác mà. Phụ tay xuống nặng lắm rồi. Trời. Anh ơi, không được đâu, nó thú quá kìa, nó hư rồi, sao rồi em nhận được? Nhỏ mày. Nói gì, nó hư. Đặt giá rẻ thì gà vậy rồi. Không được đâu, cái này em không nhận được đâu, nó hôi rồi, sao bán cho khách? Tiền nào của đó mày ơi, sao vợ lấy không? Sao, có chuyện gì đấy? Chị, ảnh giao gà mà nó hôi quá trời, nó hư rồi, sao mình bán cho khách chị? Bao nhiêu? 500. Này, mày lại tới nhá. Nhiều thế nó tốt đấy. Phân nào? Này, để góc kia chị. Nè bạn, nhìn mặt tưởng chủ cả chứ ai về cũng làm công không à. Ủa chị, nhập cái gà đó sao bán được chị?
có gì đâu mà không bán được. Thì nó mới chết có một ngày nên hôi một tí thôi, chứ còn giờ nấu lên một tí là vi khuẩn nó chết hết. Vấn đề là tâm lý, tâm trạng của em không tốt rồi. Em làm con gà nó không ngon rồi, bưng cho khách ảnh hưởng đến tên quán mình chứ không phải gì hết á. Em nói thế là tội nghiệp chị quá cơ. Đây này chị bảo này, chị làm như thế là đâu phải là chị được đồng xu cắt bạc đâu. Chị làm như thế cũng đâu có phải vì chị hay là vì ai đâu. Làm như thế là vì hai đứa hết đấy. Ủa? Vụ gì mà liên quan gì mà vì hai đứa em? Tại bây giờ chị không nhập gà giá rẻ thì chị lấy tiền đâu mà trả lương cho hai đứa. Rồi không trả lương được, không tăng lương được thì hai đứa lấy tiền đâu mà lo cho gia đình. Tụi em không cần tăng lương đâu. Chị nghĩ đi, chị nhập gà sạch về, chị bán 50 ngàn dĩa cũng lời rồi. Chị suy nghĩ kỹ ra đi, chứ làm vậy á thất đức lắm chị ơi. Ôi kê ơi là kê, chị bảo này, em là đầu bếp ấy thì em vào trong em chỉ việc nấu thôi, còn là chuyện kinh doanh là chuyện của chị, có ai nói gì em đâu mà em phải lo gấp. Mà vấn đề em thấy thất đức em không làm được. Thế bây giờ em không làm được nữa hả? Dạ. Em không làm được nữa thì em nghỉ đi. Ôi giời, cần quá cơ, làm như bố thiên hạ ấy gấp. Mình là nhân viên mà coi như ông chủ ấy thì không làm được thì nghỉ. Nếu chị đã nói vậy á thì em xin nghỉ. Này không phải là xin nghỉ nhá, mà là tao đuổi đấy nhá. Nãy giờ đứng đây cứ lèm bèm là tao khó ưa không ưa rồi đấy. Gớm nữa. Chị. Chị cái gì? Chị mà làm vậy á là đúng quá rồi còn gì nữa. Đáng lẽ ra chị phải làm điều này từ sớm hơn cơ. Cái này gà lên giá quá à. Kiểu này tao phải kêu bà chủ tăng giá lên mới được. Trời ơi, lời ít chút cũng được, nhưng mà con gà mình chiên lên nó ngon, khách ăn khen, mình cũng vui trong lòng đó không? Chứ mày nghĩ ơi, bả mà nhập mấy cái đồ gà mà dở dở mà bị hư nhiều khi á, làm cũng được, thoải mái, thấy không? Em thấy quán mình á, bữa giờ nhập gà tốt về, mà bán không lời được bao nhiêu hết á. Em không quen chỗ này, nhập gà giá rẻ lắm. Rẻ là rẻ bao nhiêu? Rẻ hơn bình thường chị nhập nửa giá rồi. Kinh thế, thế nó có sao không? Gà nó mới chết còn ngày à chị, không có sao đâu. Mới chết có một ngày người ta ăn vào đau bụng chết. Mình là người nhập gà, còn cái chuyện chế biến á là ăn kê mà, đúng không? Còn nếu bây giờ ăn kê nó làm không được á thì em làm. Cái thời của mày á nó hết rồi, bây giờ là của tao, biến đi. Được ta sao? Nói hay lắm lão động vật. Được, tiết chiêu. Hàng Long thập bát trưởng. Lưng xào quyền thang. Ủa, ở đây là ở đâu vậy? Ông ơi, ông có sao không ông ơi? Có ai không? Ôi. Trời đứng chết tôi. Đâu có sai gì đâu mà lão đóng tà này nó có sai. Trời ơi, uống rượu chi cho lắm vô giờ nằm đấy. Gió kiểu này nằm đây trúng gió chết. Ừ. Chờ. 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 Chờ.
Đây là thứ vũ khí gì mà vừa phát ra một luồng khí rất là đáng kể, cứ như là chưởng vậy. Chưởng? Nó là cái quạt thôi à. Cái quạt thôi. Ôi! Quạt! 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 Nó quay! Nó quay! Nó hết rồi! Nó hết rồi! Hết rồi! Hết rồi! Bình tĩnh á! Bình tĩnh ông anh bình tĩnh nha. Tính ra thân thủ của người cũng là rất là khá đó. Thân thủ gì? Chỉ cần một đạp của người mà nó cũng đã bất động. À mày nè, cho ta hỏi, ở đây là đâu mà nhìn quang cảnh đồ vật rất là lạ luôn, ta nhìn không quen mắt chút nào, kể cả bộ đồ trên người ngươi đang mặc nữa, rất là kỳ quái. Bộ đồ của tôi bình thường mà trời, đây nhà tôi, ông mới mặc đồ kỳ quái, mặc đồ như mấy khứa đóng phim Hồng Kông vậy. Đóng phim là gì? Hồng Kông là ai? Uống rượu cho cố vô rồi. Ơi, giờ vậy đi, nhà ông ở đâu tôi đưa ông về nha. Đối với ta, tứ phương tám hướng đều là nhà, bốn bể ta đi đâu cũng được. Ôi ông ơi, ông tào lao quá. Thôi ông đi về đi nha, đi về đi. Thì đi đâu đó đi đi nha. Đi thằng nói đi. Đi vòng ngoài đường cũng được. Để vậy nha. Lang thang á. Đi lang thang đi. Ta gọi là lang thang. Đi lang thang đi. Uống rượu làm chi, như người khùng có cái tướng là chán bận. Cái gì nữa? Vụ gì? Cái sao không về đi? Ở đây là ở đâu mà lạ quá, không có giống như thời của ta. Trời ơi, cái gì mà có mấy cái tảng đá mà bay dù. Chưa kể có mấy con chiến mã chạy rất là nhanh, nhanh hơn cả những con chiến mã thời của ta nữa cơ. Cái gì chiến mã? Cái đó hả? Đúng rồi. Cái đó là xe. Xe ai mà không biết. Hết hồn. Mà tại sao nó không có ngựa kéo vậy? Hiểu rồi đó. Cái đó xe máy. Xe máy. Ngươi thật là sàm ngôn. Ông khùng quá ông ơi. Thôi, ở đâu đi tôi đưa ông về, chứ đi vòng vòng ngoài đường mất công lắm á. Đó, lại cười nữa. Xin tự giới thiệu, ta đường đường là Hồng Thất Công, người đời còn gọi ta là Bắt Cái. Sợ chưa? Sợ. Đường đường ta là một trưởng môn phái Cái Bàn, mà đã là Cái Bàn thì làm gì có nhà để về. Sợ chưa? Sợ. Giờ sợ thiệt đó ông ơi. Chưa đâu. Ta có thể thủ thế như vậy đến sáng mai cũng được. Ngươi có bận việc gì không? Mới bị đuổi rảnh lắm. Thôi, đừng có nhiều lời nữa. Hồi nãy giờ tôi không nói gì luôn. Chán thiệt trời. Thôi trời, đi đâu đi về bốn bể gì của ông đi nha. Là tính ta là Hồng Thất Công chưa? Tính Hồng Thất Công. Thằng đi đại hiệp nha. Bye bye.
Thôi được rồi, chắc ta cũng đã đến lúc phải đi. Thôi, đi đi. Cáo từ. Cáo từ, đại hiệp đi vui vẻ. Kính công. À mà nè. À, cái gì nữa? À, cái gì? Ta thấy người cũng có cốt cách giống ăn mày đó. Có muốn nhận ta ở lại để ta truyền bí kíp cho ngươi không? Bí kíp gì? À, ta có thể dạy ngươi đứng cả ngày. À, thôi khỏi đi. À, đi đi. À, đi đi. Đi đi. Được rồi, được rồi. Tôi không cần học nữa. Rồi, đi kinh công đi. Hả? Kinh công, bye bye. Xíu. Tê. Tôi đề nghị anh ngồi đàng hoàng lại. Giỡn mặt với tôi hả? Ông gan lắm. Ông biết nhà này nhà của ai không? Đúng. Biết tôi là ai không? Là ai? Tôi là tổ trưởng tổ dân phố ở đây. Gan lắm, dám đột nhập vô nhà tôi. Tổ trưởng tổ dân phố? Cái chức này có lớn lắm không? Nó có giống như là trưởng ban các môn phái không? Tôi lớn như cái xóm này nè. Người ta đang nói chuyện của ông nè. Tại sao đột nhập vô nhà tôi? Ăn cắp ăn trộm cái gì? Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, việc gì phải đi ăn cắp ăn trộm? Chẳng qua là ta đi ngang qua nhà của nhà ngươi, ta nghe mùi thịt rượu thơm quá nên bèn đi vào và ăn thôi. Trời ơi, ủa đây nhà hàng hả? Muốn ăn sao không xin? Một người võ công cái thế như ta, việc gì phải xin ngươi một tiếng chứ hả? Nhưng cũng nhờ ta không xin phép nhà ngươi mới phát hiện ra được ngươi phung phí quá. Đồ ăn mà ngươi lại để dưới đất như thế kia. Đồ ăn đó là của chó. Ta vừa ăn đồ ăn của chó. Ủa, thiệt hả? Mình vẫn rất là ngon. Rồi, hảo hạng, hảo thôi, thôi, rồi hiểu rồi. Bây giờ làm ơn cho tôi biết tên, tuổi. Tên gì? Bắc Cái. Tôi hỏi tên chứ không phải hỏi quê nghe. Bắc Cái á. Ông ở Bắc Cạn đúng không? Tên? Bắc Cái. Tôi hỏi tên, họ và tên. Thôi được rồi, nếu ngươi không biết cái tên kia thì bây giờ ta cho nhà ngươi một cái tên nữa. Tên gì? Người đời hay còn gọi ta là Hồng Thất Công. Công đúng không? Địa chỉ nhà là cái gì? Chỗ ở. Rộng lắm. Bởi vì bốn bể là nhà, ta đi đâu cũng là nhà, ta ở đâu cũng vậy. Vô gia cư. Giới tính. Giới tính là gì? Tôi không giới tính là gì, nhưng mà tôi nhìn tôi biết rồi. Thì hỏi tôi làm gì, giới tính là gì? Không có nhái qua nhái lại làm chi cho mất công vậy trời. Tôi hỏi giới tính ông là gì, nhưng mà tôi nhìn tôi biết rồi. Tôi nhái ông hồi nào, tôi hỏi ông là giới tính là gì. Ông nhìn ông không biết hả? Không, tôi không biết giới tính là gì. Ý là tôi nói phái rồi, tôi là phái nam nè, ông phái gì? Cái bang. Giỡn mặt tôi hả? Ông phái gì? Phái cái bang. Phái là phái nam hay là phái nữ, hiểu không? Tôi là phái nam, ông là phái nam. Trời ơi trời, ở đâu vô vậy? Nói chuyện như trên trời rơi xuống vậy. Chính xác rồi đó, ta từ trên đó rơi xuống. Chính hắn rồi. Bây giờ cho tôi hỏi nè, có người thân gì không? Hoàng Dung. Hoàng Dung là vợ hay gì? Đệ tử. Hoàng Dung. Ý cái tên Hoàng Dung này quen nha, trong xóm này có bà Dung nha. À, bà Dung nấu phở ở trên đây. Là đệ tử của ông hả? Đúng, Hoàng Dung là đệ tử của ta. À, vậy là ông là sư phụ dạy nấu phở. Không, ta dạy võ công. Phở là gì? Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ ngoài bà Dung ra còn ai nữa không? À, ta nói đến cái tên này ắt hẳn nhà người phải biết. Phải biết. Rồi, rồi, tên gì? Quách Tĩnh, anh hùng xà điêu. Tĩnh, anh hùng xà điêu. Trời ơi, từ nãy giờ dắt tôi đi vòng vòng mà tôi tưởng thiệt mới ghê chứ. Rồi, chờ tôi chút đi. Tôi sẽ đi vòng vòng trong xóm, tôi hỏi coi có ai biết không. Tôi dắt tới, phải là người nhà. Đa tạ. Ừ. Thôi mà đừng có chửi mà, xin lỗi chị Dung với anh Tĩnh nhiều nha. Tôi đâu nào có quen, ủng hộ. Tôi đâu có quen mấy người đó đâu. Ta đang nướng chim đó, tôi dắt qua đây cuối cùng chốt quớt luôn, thấy không? À, đây nè. Tao quen người này. Quen hả? Quen. À, dạ. Sao, có quen không? Dạ, em... Có quen hay không để tôi biết. Trời ơi, tôi mệt quá, ổng vô cái đầu ổng tăng tăng rồi. Không phải thì tôi đưa lên phường, làm giấy đưa đi bệnh viện. Hả? Phường là gì? Bệnh viện là nơi nào? Có được ăn hay không? Vô đó ăn uống miễn phí, yên tâm nha. Được,
Tao muốn lên phường. Tao muốn lên bệnh viện. Dạ dạ em quen để em xin phép cho bảo lãnh đi. Cho tao lên phường đi. Thôi thôi đây quen rồi đó. Dắt đi, dắt đi giùm đi. Ông cho tao lên phường nha. Ông này tính. Cho tao lên phường. Phải cho tao lên phường. Rồi đi. Phải cho tao lên phường nha. Ông đừng đi theo tôi nữa được không? Hồi nãy tôi bảo lãnh ông ra là tại vì tôi sợ ông lên phường người ta hỏi người thân của ông là ai, ông chỉ tôi nữa, nó phiền nữa. Ta đi theo ngươi hồi nào. Đây đâu phải là đường của nhà ngươi đâu. Trời ơi, đừng có theo tôi nữa mà. Con mắt nào của nhà ngươi thấy anh theo nhà ngươi vậy hả? Thoát rồi. Tha cho tôi đi, ông bắt cái. Ngươi bắt kịp ta mà. Vợ tôi không phải đi làm nữa. Mới xin được việc, làm ơn đi, đừng có phá tôi được không? Ta phá ngươi làm gì? Ta rảnh ta ngồi đây uống rượu được không? Xíu nữa, đẩy qua đây xíu nha, đẩy qua đây xíu liền. Em mới tới hả? Dạ anh, em là bếp mới á. Hôm qua anh tuyển em á. Ra làm việc liền. Dạ, ok đây, dạ rồi. Tập trung chuyên môn, trễ tâm lại lắm rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Thuộc thở chưa? Cảnh này không có thở đâu. Nhưng mà ráng nhớ cái rồi, tâm lý. Ok sao rồi? Dạ anh. Ủa sao bé trai có hai người vậy? Dạ mấy bạn kia sáng giờ em gọi mà không ai bắt máy anh ơi. Rồi người ta có lên không? Báo khi nào lên? Tại không bắt máy cho nên em cũng không biết cái vụ án đó nữa. Rồi giờ tôi gọi cho mấy bạn đó hay sao? Dạ thôi để đó anh cứ vô ngồi đi để em tính vụ này cho anh. Dạ. Măng. Dạ anh. Chán. Anh em âm thanh ánh sáng hậu cần ai rảnh anh à, anh vô luôn. Anh ơi, vô luôn. Còn thiếu một. Anh đang ơi, anh đang ơi. Cậu ơi. Xong chưa? Dạ em đang chuẩn bị nè anh. Để đó cậu kia làm đi. Bây giờ đoàn phim đang cần người nè, cậu vô vai luôn đi. Em đóng phim không được đâu. Vai nhẹ nhàng lắm, được. Vô đi nhanh lên, tranh thủ, đạo diễn la nè. Đợi em chút nha. Anh ơi, đủ rồi. Đây. Tập trung chuyên môn. Nãy giờ chạy đường dây mọi người nhớ hết chưa? Ok ha. 3, 2, 1, action. Khốn nạn mày chứ. Khốn nạn. Dạ. Mày ghen lắm mày. Giả mắt Facebook của tao không mày? Hả? Dạ đúng rồi. Mày nhìn cái gì? Nó dám lấy phút của đại ca, nó đăng lên là đại ca BD đó. BD. Dừng tay lại, ta là Hồng Thất Công đây. Ngươi là đồ giả mạo. Còn những đứa đây dám ỉ đồng hiếp yếu, ăn hiếp kẻ vô tội, hãy đỡ chiêu của ta. Trời. Ủa cái ông già kia đâu ra vậy? Alo, ai vậy? Alo. Gì vậy? Tôi nói ông rồi, nó công việc khó kiếm lắm chứ không phải dễ đâu mà cứ tối ngày cứ theo phá tôi gì trời ơi. Rồi chứ tôi nói ông là chết mẹ rồi. Nếu muốn ta tha mạng cho ngươi thì phải nói cho ta biết ai là người dám kêu ngươi mạo danh ta hả? Như là cái ông áo khoác xám rồi đằng kia. À. Sao? Tính phá gì nữa? Tính cười gì? Em giữ cho anh. Chờ luôn đi anh ơi, em đứng sau nè. Nói cho biết tôi đang xin lời Phong Việt Nam đó. Em đứng sau nè.
còn như vậy nữa không? Hả? Dám giả mạo ta hả? Báo người ta hả? Nè, muốn gì nữa đây? Có còn như vậy không? Trời, ông khùng rồi. Tự nhiên đi quýnh người ta. Ta đang xử nó đó. Ta đang xử nó đó. Nghe cho ta hỏi, tại sao cái thế giới người lạ lùng quá vậy? Thế giới của ta mỗi lần đụng chuyện là lôi nhau ra mà tỉ thí võ công, còn thế giới của người á, mỗi lần đụng chuyện á là lôi ra cắt đi. Tôi nó kéo ông đi tưởng xong còn quay lại quýnh ta nữa, bây giờ tôi mất việc luôn, ông vừa lòng chưa? Rồi đó lúc đó ông đứng múa quýnh một người 5-6 người hay lắm mà. Nè. Ta đã nói ta là Hồng Thất Công rồi mà. Cãi không chứ? Đó là bộ đả cẩu bổng pháp chứ danh của ta đó. Được, nếu như người không quan tâm thì nép sang một bên, coi ta thể hiện đây. Ngươi đã tin ta chưa? Ghê, cái này là túy quyền phải không? Chính xác. Tuy nhiên bây giờ ngươi nhận ra thì cũng đã muộn. Ta đã hết hứng thú nhận ngươi làm đồ đệ rồi, không còn muốn dạy ngươi nữa đâu. Khùng, tôi đâu cần đâu. Cần nhưng mà không. Nè, cần đi. Nè, ta làm giá chứ thôi, cần đi. Thế giới ngươi không ai quýnh lộn sao? Không. Nè, cần. Không. Nè. Thằng kia đâu? Thằng kê đâu mày ra đây? Anh Phương, bữa trước là có vợ tao ở đó, tao tha cho mày. Mày có biết là từ khi mày xúi thằng Thông làm thịt con gà của tao là tao về đá đâu thua đó hay không? Mày biết tao thua biết bao nhiêu rồi chưa? Hả? Anh Phương, bình tĩnh anh Phương. Đập nó! Đứa nào ồn ào quá vậy? Thằng già này là thằng nào vậy? Xúc nó luôn! Khoan anh, em nhìn cái kiểu nằm mà nhìn quen anh. Giống mấy kiểu mình tí quyền trong truyền thuyết á. Biết cái đầu của mày á, coi phim biết rồi nhiễm. Đập nó! Khoan đại ca, để em lên em thử cái đại ca. Coi phim ghét còn nhiễm. Sao quýnh lại đi, em có tí quyền mà. Trời ơi, người ta hết rượu rồi, có rượu mà không chậm cho ta mới uống tí quyền nữa. Mọi người đây là ai vậy? Nè, ok. Nhảm nhí. Đập nó đi. Thank you.
tao. Mày có sao mày? Ghê ghê ghê, tôi nha tôi nhau mà tụi nó. Tí Quyền. Biết là Tí Quyền rồi, nhưng mà cái thứ rượu ngươi cho tao uống là rượu gì vậy? Tự nhiên giờ nó sôi sôi, nó nóng nóng trong ruộng. Nó vô đây nó sôi sôi, nóng nóng ở trong này nè. Ờ, cái này là cồn. Cồn là cái gì? Tối nó thọ cái ống gì vô đây nè, chọt chọt xuống cái bụng ta. À, thốt lắm. Thì ông uống cồn thì ông phải xúc ruột rồi. Đó gọi là xúc ruột. Cứ với nữ này. Ê! À, tại sao con người lại chui vô trọng đó? À, phải giải cứu nó hả? Cái này là TV là ông nhớ bữa ông đánh cái đoàn phim không? Tôi đi đóng phim á, là đóng cái đó, quay cái đó là để bỏ vô đây, phát cho nhiều người coi, ai có cái này là người ta coi được những cái hình đó, ok? À, chỉ là hình ảnh thôi hả? À, hình thôi. Lạ quá. Lên TV là sẽ được nổi tiếng. Tôi đã hứa là bữa ông làm mất cơ hội nổi tiếng của tôi. Giận, giận hết sức. Rồi quá. Rất là vinh hạnh các bạn ạ. Hiện tại dạo gần đây là có một số quán họ nhập gạo ô thiêu về để bán và kiếm lợi nhuận cao. Thì đối với quán mình thì tụi mình thà lợi ích nhưng mà muốn mang đến sản phẩm cho khách hàng họ ăn và ngon, và cũng giống như cái tâm của tụi mình đặt vô. Thì để được ngày hôm nay thì mình cũng đã đánh mất đi một tình bạn các bạn ạ. Mình đã phát hiện ra bạn đó đã nhập gà ô thiêu về và mình đã quyết định kêu chị chủ đuổi bạn đó. Thì thà mất đi một tình bạn nhưng mà giữ được sức khỏe cho mọi người, đó là niềm vinh hạnh của bạn. Wow. Làm ăn vậy á, gian dối gì mà được lên TV. Được, tôi sẽ xin vô chỗ khác làm, sẽ lật mặt tụi nó cho tụi nó biết thế nào là làm ăn chân chính. Nè, ngươi có ổn lắm không? Yên tâm đi, tôi ổn. Cái đám này là động lực cho tôi phát triển mà. Nè, ông đứng đây đợi tôi nha, tôi vô trong cái tôi ra liền. Nhớ không được làm gì nha. Tao biết rồi. Và ngày hôm nay tôi là Trang Nơ sẽ phỏng vấn một đề tài chủ đề về ma túy. Dạ con chào chú. Chú có thể trả lời một số câu hỏi của con đưa ra được không ạ? Mai nữa. Đây là những thứ gì mà lạ quá vậy? Trông có vẻ nguy hiểm quá. Dạ, đây là máy quay con đang quay để đăng lên TV á mà. TV hả? Dạ. TV là nhiều người biết lắm á. Dạ đúng rồi ạ. Dạ bây giờ con hỏi thì chú nghĩ gì thì chú trả lời cái đó. Mời con hỏi. Dạ chú cho con hỏi là giới trẻ hiện nay có rất là nhiều người sử dụng ma túy. Cảm nghĩ của chú như thế nào ạ? Ma túy hả? Dạ. Đừng nói chú không biết ma túy là gì nha. Làm sao mà ta không biết được. Chỉ là ta đang suy nghĩ câu trả lời trong đầu thôi. Chứ sống đến từng tuổi này rồi mà. Tí là rượu ma túy. Ma túy. Đối với tôi, các bạn trẻ, việc đầu óc của họ vẫn còn đang rất minh mẫn, nên tránh sử dụng tiếp xúc với ma túy. Bởi vì sao? Bởi vì họ còn gia đình của họ, còn phụ thân, phụ mẫu. Nói chung là về ma túy thì trẻ không nên chơi. Ta thì già rồi, muốn chơi lúc nào thì chơi. Bởi vì sao? Bởi vì đối với những người già như ta, đầu óc không còn minh mẫn nữa, có một chút xíu ma túy vô thì chúng ta mới sáng ra. Vậy là chú có sử dụng ma túy? Có chứ, đương nhiên. Tôi lúc nào cũng có một chút xíu ma túy trong người. Bởi vì sao? Bởi vì khi thiếu chỉ cần một chút xíu ma túy thôi thì
tôi cảm thấy tay chân bủng rủng, nó không có được lưu loát và hành động không có được mềm mại. Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều vì chú đã dành thời gian quý báu để trả lời những câu hỏi của... Riêng cô, ngươi nghĩ ngươi đã đủ tuổi chưa? Nếu ngươi nghĩ ngươi đủ lớn rồi, ta sẽ cho ngươi một chút xíu ma túy để ngươi vô cho tinh thần ngươi sẽ lấy cuộc sống minh mẫn. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, chương trình 60 giây của Pháp TV đã kết thúc. Chưa đâu, để ta múa cho ngươi coi. Mọi người xem tôi múa nha. Dạ, dạ. Giáng Long Thập Bát. Không được. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ta trưởng đúng với cái nội năng của ta thì sim y của nhà ngươi sẽ tung lên trời, trông không được thẩm mỹ. Ta cũng rất là ngại và không múa tiếp tục được. Ta sẽ đi đường quyền. À, nhưng nếu ta múa đúng tất cả những môn võ thì mọi người ở trên TV sẽ học lớn được võ công của ta. Đây là một môn võ công không phải ai cũng có thể học được. Ta xin phép múa những đòn tượng trưng. Tuy quyền. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, đây là tác hại của việc sử dụng ma túy, ma túy đá. Nói chung tất cả các loại ma túy, tôi khuyên quý vị không nên có sử dụng. Có ma túy trong người, muốn đá là đá. Không nên sử dụng dù chỉ một lần. Cậu không cảm giùm tôi nha. Chứ giờ tiệm tôi đủ người rồi, cậu đi tìm chỗ khác đi. Dạ, em xin lỗi. Hãy sử dụng ma túy để đá thật nhiều. Thấy mẹ rồi. Đây. Còn đây đã cổ bọng nữa. Ta sẽ đánh chó, kiếm cho ta một con chó. Đây. Trời, anh bị gì vậy? Bị gì? Khùng hả? Dạ, kính thưa quý vị khán giả, hiện mọi người ơi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Hoàng Dung. Nếu mọi người có thấy, xin hãy cho Hoàng Dung lên TV, Quách Tĩnh lên TV cùng tôi. Tôi bị kẹt. Vì ma túy tôi bị kẹt. Dạ, xin lỗi quý vị khán giả, thì chỉ có một xíu trục trặc thôi. Cái gì vậy? Hiện tại bản tin của 60 giây của Pháp TV xin kết thúc ạ. Xin chào. Trời ơi, ma túy là chất kích thích chứ không phải là rượu. Chất kích thích là cái gì? Ta cũng muốn thử nữa, bữa nào cho ta chơi ma túy thử đi. Thôi, bớt chơi ma túy nha. Chơi không chơi à, công an bắt rồi, lúc đó phiền tôi nữa. Công an hả? Công an là thuộc phe phái nào? Ta muốn tỉ thí với công an. Thôi. Hãy cho ta gặp công an, ta muốn tỉ thí với công an. Đừng gặp nha, nguy hiểm mà phiền tới tôi lắm. Làm ơn đi, cái thế giới của tôi nó phức tạp lắm, ông cứ sao ông tính vậy đi nha. Đừng phá tôi được rồi. Ê. Cái gì? Đó không phải là tiệm gà không vậy? Thử vô trọng sinh coi. Đúng rồi, tiệm gà bóp bay. Thôi để tôi vô xin, mà ông đừng có phá nha. Ông đứng đây chờ tôi một chút. Được, ta sẽ tàn hình. Ta giỡn nó, trời ơi. Vô đi, ta núp đi. Làm ơn nha, đừng có quậy nha. Biết rồi. Tôi vô một chút, tôi ra liền. Chào em. Dạ. Em đến xin vào vị trí nào? Dạ, em xin vào vị trí bếp đó chị. Ủa em. Dạ. Em có phải là cậu kê từng làm ở quán gà của chị Thủy Tạ đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà chị đừng có nghe trên TV họ đặt điều thôi. Chắc em không cảm giùm chị nha. Tại chủ gà rán bóp tay của tụi chị á, làm ăn đàng hoàng sạch sẽ lắm. Em làm đàng hoàng và sạch sẽ lắm, chị đừng có nghe rồi chị. Chắc em vui lòng tìm chỗ khác giúp chị nha. Chị không có làm khác được. Cảm ơn em. Ta thấy còn sớm mà. Tại sao nhà ngươi không chịu đi kiếm, đi xin thêm gì đi? Xin? Dạ xin ở đâu nữa? Cái mặt của tôi đầy trên TV rồi. Dẹp! Không có làm gì nữa đâu, dẹp hết. Bỏ nghề, tôi không có nấu nướng gì nữa hết.
Từ bỏ sớm quá. Sao không cố gắng thêm xíu nữa? Cố gắng hả? Hả? Cái thằng làm nghề có tâm nè, không được công nhận. Còn cái thằng chó mà chuyên đi lừa đảo người khác á, thì được ủng hộ tung hô. Nghỉ. Được. Dẹp thì dẹp. Bỏ được bỏ luôn nha. Để đó chút tôi nấu cho ăn chứ sao lại ăn thồ trong gác hư hết rồi. Hư hả? Ừ. Ngươi nghĩ những thứ này có hư bằng nhà ngươi không? Ngươi nói ngươi khổ, ngươi nói ngươi xui, ngươi muốn từ bỏ hết tất cả. Vậy ngươi nghĩ ngươi khổ bằng sao? Chu du bốn bể, không nhà không cửa, mấy chục năm nay rồi, lụm được cái gì thì ăn cái đó. Nghĩ coi ai khổ coi. Hả? Đúng. Đúng là từ trước đến giờ ta chỉ đi ăn đồ thừa, lụm đồ ăn ngoài đường mà ăn. Nhưng mà hồng thất công của ta cũng có quy tắc ăn chứ. Không phải đồ thừa nào ta cũng ăn đâu, mà phải là đồ thừa được nấu từ những người có tâm ta mới ăn. Tiếc quá. Mới đồ ăn thừa này cũng không còn nhiều hết. Mà người nấu ăn có tâm thì lại chuẩn bị từ bỏ hết cái nghề của mình. Xin phép người, ta ăn xong hết chỗ đồ thừa có tâm này rồi ta đi, không làm phiền đến nhà ngươi nữa. Ông có muốn ăn đồ ăn ngon không? Để tôi tỉnh, tôi nấu cho ông ăn. Cố tâm. Ngon quá ngoại ơi. Nước thịt xá xíu ngon quá. Con chấm gà mà vẫn ngon. Thịt xá xíu này bà ngoại học lỏm của một người Hoa gốc Hồng Kông đó. Người nấu phải có tâm thì món ăn mới ngon được. Dù công thức như thế nào mà không để tâm vào thì món ăn đó không thể ngon được. Nghe mùi thôi là đã thấy ngon rồi. Ăn thử đi. Ngon, rất ngon. Cay cay vị rất lạ. Có bỏ một chút ớt ở trong đó mà. Đây là nước sốt xá xíu Hồng Kông, thêm một chút mè. Công thức này tôi học được từ bà ngoại đó. Rồi, trời mưa. Nói mưa mà ăn cái món này là nhức nách. Nhức nách. À, là ngon á, tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Mình nè, ta nên đặt tên cho món này chứ hả? Đúng. Ông là người truyền cảm hứng cho tôi làm nên món này. Tôi sẽ lấy tên của ông đặt món gà này. Gà Hồng Thất Công. Tên hay, tên hay. À, mà không được.
Nếu như sau này lỡ như ngươi có bán món gà này mà để chữ Hồng thất công, người ta sẽ biết đến sự hiện diện của ta. Chưa kể chữ thất đặt cho món ăn nghe nó có vẻ mất mát lắm. Bỏ chữ thất đi. Gà Hồng Công. Tên hay, tên hay. Gà Hồng Công. Mưa à? Mưa. Thơm. Đàn mỡ nó cứa ra cả. Trời ơi, mưa mày to quá trời nè. Tạt ướt người ta chết rồi. Chết rồi, lậm chết luôn rồi. À, chú ơi. Hả? À? Chú cứ đứng sát sát thoải mái nha, không sao đâu. Đừng đứng ở ngoài, mưa nó tạt dữ lắm. Ăn tiếp. Ôi, sốt quá xíu. Đói quá. Giờ này vợ đang đợi cơm mà nè. Sao về đây ta? Mưa to quá, đói quá. Ấy ơi. Tôi hả? Ừ. À, sao? Mưa cũng nhỏ, tranh thủ về đi. À. Ấy da, mưa tạt dữ quá trời luôn. Trời, mưa tạt quá trời luôn. Chết. Bậy quá. Nói không? Bão, mưa bão quá nó quật tôi vô dính miếng gà luôn, xin lỗi nha. Ngoài cố ý không? Quật vô dính miếng gà luôn hả? Ừ. À mà mưa này chắc cũng còn lâu mới hết á. Ừ, đúng rồi. Hay chú vô đây ngồi ăn với gia đình luôn đi cho vui. À, vậy thì không có được. Tại gia đình cũng phải ăn uống mà. Sao tôi làm gì được? Xin qua kia. Tôi ngồi chơi thôi. Khi nào mà tạnh mưa tôi về. Mọi người cứ ăn uống ha. À, khỏi quan tâm tới tôi, sao cả. À, vậy không được, vậy không được. Ừ. Vậy đi cho thoải mái. Ừ, ngơi cái tự nhiên. Sốt nè, coi thử sốt. Ừ, ngon. Ăn đi, cậu ăn đi, nhìn gì. Mão. Hả? Nước miếng kìa. Mưa, nước mưa mà. Miếng rõ ràng trong miệng ra. Cậu đừng ngồi như vậy. Tôi ăn đi chứ có gì đâu mà chú ngại. À không phải ngại mà là tôi hơi khó ăn. Gà có cay không vậy? Không, gà không cay. Tôi không có biết ăn cay đâu. Chú có ớt. Con có bỏ ớt. Ờ đúng rồi, nãy nó có bỏ ớt mà tôi quên. Tại tôi ăn cay quen rồi. Tôi cũng đang tập ăn cay mà. Ăn đi, ăn đi. À. Gà này ai nấu vậy? Dạ con. Tại sao cậu lại có công thức nấu gà này? Cái này công thức học được của bà ngoại con. Ngon. Trời, tuyệt vời. Lâu lắm rồi ta mới ăn được cái vị gà ngon như thế này đó. Mọi người biết không, ta cảm nhận thấy có cái vị sốt xá xíu, có cả vị mè, hòa quyện cùng với vị cay của ớt, nó tạo ra một cái món thật là, ta không biết nói sao luôn. Tiếc vời, tiếc vời, tiếc vời. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác như vậy đó. Thì chú ăn thêm đi. Mà nè. Dạ. Ngươi chỉ định là nấu ăn trong gia đình vậy thôi sao? Dạ đúng rồi, chỉ nấu để ăn thôi. Đáng tiếc. Hay là như vậy đi. Ngày mai cậu hãy đến cửa hàng bắp bay của tôi và nói với mọi người là xin phép được gặp ông Trần. Sau đó tôi sẽ giúp đỡ cậu. À, trời cũng đã tạnh mưa rồi. Tôi xin phép được về. À, cảm ơn hai cậu. Mong là sẽ gặp được cậu. Dạ.
Bác Bay xin chào ạ. Dạ, em mời anh và chú order tại quầy ạ. À, dạ, em không tới đây ăn, em tới gặp ông Trần. Anh tìm chú Trần hả? Dạ, vậy em mời anh vào đây ngồi đợi ạ. Ở sao trong này nó mát hơn ở ngoài đó vậy? Dạ, mời anh với chú ngồi đây ạ. Dạ. Chờ em tí xíu nha. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Chào hai cậu. Dạ. Cuối cùng hai cậu cũng đã đến đây à. Cô mau sắp xếp cho anh này làm vị trí dưới bếp trong công ty chúng ta. À, dạ thưa chú, chuyện này nó hơi... Hơi cái gì? Cô không tôn trọng lời nói của tôi à? Dạ không phải, nhưng mà theo nguyên tắc là mình không có được làm vậy đâu chú. Cô nói sao? Cô có biết là tôi làm ở công ty này biết bao nhiêu năm trời không? Còn cô chỉ mới vào đây 1-2 năm thôi mà cô dám nói chuyện nguyên tắc với tôi hả? Trời ơi chú Trần. Gì? Chú làm bảo vệ thì chú lo chú làm bảo vệ đi. Sao lần nào đi ăn trực xong chú cũng dẫn người ta về công ty mình chi vậy? Ơi, bảo vệ là gì? Chức đó lớn không vậy? Bảo vệ là cái thời của ông là mấy ông đứng ở công đường á. Gác cổng hả? Gác cổng. Thì ra là gác cổng. Có chuyện gì vậy? Dạ chào giám đốc. Dạ. Dạ tại vì chú Trần lại dẫn người ta về công ty mình. Em lo việc của em đi. Dạ chào sếp. Ê sếp là gì? Giám đốc lại là giống như hoàng thượng vậy đó. À quẩn xà hoàng thượng. Chú Trần à? Ờ dạ. Tôi nể tình chú là nhân viên bảo vệ lâu năm của công ty mình, cho nên là tôi chưa có đuổi việc chú. Với lại chú là một người chịu áp lực công việc tốt, mặt dày, người ta chửi không có biết nhịn, không bao giờ biết nhịn. Sếp đang khen hay chửi tôi vậy? Sao tôi không hiểu nha chú Trần. Dạ. Chú đi ra đường chú ăn quỵt người ta, xong rồi chú cứ dắt người và cấn nợ là sao chú Trần? Bao nhiêu lần rồi? Từ cháo lòng nè, hủ tiếu nè, chè ché rồi bim bim chú cũng cấn nợ được là sao chú Trần? Nhưng mà lần này em ăn đâu có ăn quỵt, ăn trực vô sếp. Tên sếp hỏi ai người này đi. Anh ta chỉ ăn trực trong phạm vi cho phép của chúng ta. Ta mời anh ta anh vô ăn trực đó. Thôi tôi xin lỗi hai anh vì nhân viên của tôi nó không có biết cái giới hạn của mình. Làm phiền hai anh. Chú Trần. Dạ. Đi ra ngoài coi xe đi. Giám đốc ơi, thật ra là em chỉ muốn xin vào làm một cái vị trí ở trong bếp của nhà hàng Popeye mình thôi. Tại em có thể làm được món gà rất là ngon. Chú Trần cũng đã thử. Đúng vậy. Món gà của anh ta rất là ngon, đến nỗi tôi phải miễn cưỡng ăn, mặc dù tôi không có tiền. Mau nhận người ta vào làm đi. Cậu cũng chuẩn bị đi, sắp tới cậu sẽ có nhiều công việc để làm đó. Tố chất, có tố chất lắm sếp. Dạ đi. Sẵn đây để tôi nói cho cậu hiểu luôn. Hệ thống gà bóp ai bên tôi á là có công thức chế biến đàng hoàng, có hẳn một quy trình chế biến đạt tiêu chuẩn, chứ đâu phải là khơi khơi muốn vô nấu là nấu đâu. Cũng tới giờ tôi ra sân bay rồi, tôi xin phép. Sếp để em đi, sếp đi. Alo, delay tận 2 tiếng hả? Rồi, tôi biết rồi. Nè, cậu kia, cho phép ta góp ý nhà ngươi một chút xíu. Bản thân ta đơn giản chỉ là ăn mày thôi, nhưng dù sao cũng đã thưởng thức qua món gà của anh Kê đây làm. Ngon, rất ngon. Nhưng cho hỏi ta có khác gì là một thực khách chứ? Nhà ngươi buôn bán thì cũng biết rồi, thực khách luôn luôn để lên hàng đầu. Ta muốn yêu cầu ngươi thử món gà của cậu Kê này làm. Cậu đồng ý chứ? Thôi được rồi, tôi sẽ thử tay nghề của cậu ta. Dù gì tôi cũng còn nhiều thời gian mà. Nếu như cậu hoàn thành tốt, cậu có thể là nhân viên phát triển sản phẩm của bên tôi. Dạ, em cảm ơn giám đốc. Tôi chờ cậu. Dạ.
Được nhận luôn hả? Không, vô bếp là phải thay đồ này. Luật ở đây là vậy. Wow, không ngờ cái món gà này nó lại có hương vị khó cưỡng đến như vậy. Tôi cảm thấy mình như đang được thoát tục. Hương vị nước sốt xá xíu Hồng Kông hòa vào miếng gà thật quyện. Thêm chút cây cây vị bột cây trình từ vùng Louisiana của Mỹ. Kèm bùi bùi của mè, cắn một miếng mà nổi hết cả da gà. Muốn được nói với em, mình cắn một miếng bóp bài, hay cắn một miếng thứ hai sẽ đam mê hoài. Giám đốc ơi, giám đốc. À, giỏi, giỏi lắm. Cậu nhất định phải là nhân viên phát triển sản phẩm của bên tôi. Và để cho Popeye chuẩn hóa lại quy trình gà Hồng Kông này của cậu. Chúc mừng cậu. Cảm ơn chú. Biết là cậu sẽ thành công mà. Sếp ăn xong á, em dọn cho nha. Mới căn có một miếng mà xong gì. Gà ngon, bỏ ổn. Không sao, em xuống giữ xe tiếp. Cố lên nha. Dạ. Hồng Kông nha, Hồng Kông nha. Dạ. Ăn không, ăn không? Bữa bữa nào nấu cho. Đi đi canh xe đi. Dạ. Em cảm ơn giám đốc. Em sẽ cố gắng hết sức. Dạ, em gửi phần ăn à. Chúc quý khách ngon miệng. Gà ngon á. Dạ, xin cảm ơn em. Cái món gà này là món mới đúng không? Dạ đúng anh. Rất là ngon, tôi sẽ dẫn bạn bè tới đây ăn nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, xin cảm ơn em. Ê, kê kê. Hả? Cái quán hôm bữa vu khống mày bị công an bắt rồi kìa. Làm chuyện thất đức thì trước sau cũng nhận hậu quả thôi. Cậu Kê. Dạ. Tôi xin lỗi cậu nha, hồi trước tôi hiểu sai về cậu á. Có gì đâu chị, chuyện hiểu lầm mà, với lại mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Thôi cậu đáng làm nha. Dạ. Dạ, chào chị. Ủa, ông Hồng Đức Công, sao không có nhà ra đây làm chi? Đói bụng phải không? Nè, vô trong đi, tôi làm gà Hồng Kông cho ăn. Lần này thì ta đến đây để cáo từ. Ta ở đây đủ lâu rồi, đã đến lúc ta phải về với thế giới của ta. Nhưng bằng cách nào? Đơn giản mà, chỉ cần tìm nguồn năng lượng đối đầu với ta đủ mạnh bằng pha trưởng của ta là ta sẽ về được. Vậy là tôi không gặp được ông nữa hả? Có duyên sẽ gặp lại. Xin cáo từ, thần kê đại hiệp. Ông Hồng Đức Công. Ông Hồng Đức Công. Tôi thấy cái tên nó hợp với cậu đó. Dạ, dạ. Thần kê đại hiệp. Hẹn gặp lại ông. Hồng Đức Công. Chẳng may người bị biến về thời nào? Ta bị biến về cái thời mà có nhiều con bự lắm. Nó bự hơn mình gấp mấy chục lần luôn. Trả bù với ta. Sao? Ở thời của ta đến, túy quyền là một môn võ thất truyền.
và ta là bá chủ thiên hạ. Bên cạnh môn võ của ta còn có cả một môn võ gọi là môn võ TV. Môn võ TV là cái gì? Đó là một bộ pháp mà giúp ta có thể phân thân bất cứ nơi nào mà ta muốn, chỉ cần lắp ở đó một cái TV. Và ta cũng đã luyện thành công bộ pháp TV. Còn cái gì nữa không? Kể cho ta nghe. Thời của chúng ta chỉ có bánh màn thầu. Còn thời đó có rất nhiều loại bánh lạ. Họ dùng da lợn để làm bánh, dùng lỗ tai heo để làm bánh. Rồi còn cái gì nữa không? Tủ lầu. Nhưng mà tủ lầu thời của ta rất là kỳ lạ. Tủ lầu mà chúng ta thường biết á, thì hay đi vào đó rồi trả tiền để được nghe mỹ nữ hát, có đúng không nào? Đúng. Còn thời của ta không hiểu gì sao mà họ trả tiền đi vào đó rồi tự hát cho nhau nghe. Họ còn gọi cái tủ lầu đó gọi là karaoke. Karaoke. Thôi bỏ đi. Nhưng nói gì thì nói, ấn tượng nhất đối với ta vẫn là gà rán Hồng Kông của Popeye, được chế biến từ thần kê đại hiệp. Nhắc tới đồ ăn, ta đói quá. Thôi là ngươi dẫn ta về cái thời của ngươi được không? Được không? Được thôi, vậy thì... Chà, món gà Hồng Kông này có vẻ đắt khách ha. Doanh số công ty rất là tốt, chúc mừng cậu. Dạ, em cảm ơn sếp. Làm tốt lắm. Dạ. Ủa, ok, phần gà của ai vậy? Của một người bạn của tôi. Ờ, vậy thôi đợi tiếp đi. Đã một tháng trôi qua rồi đúng không? Ngày nào tôi cũng nghĩ đến ông hết á. Mặc dù biết có lẽ ông sẽ không quay trở lại đâu, tôi muốn nói cho ông biết là ngày nào tôi cũng nhớ tới ông hết á. Hồng Thất Công. Ai kêu ta đó? Ông Hồng Thất Công. Sao ông? Ông quay lại thiệt hả? Ta đã hứa là ta sẽ quay lại mà. Có gà Hồng Công nhất định ta không thất hứa. Ông lại cho tôi thêm một cái bí kíp nữa rồi. Ở đâu có gà Hồng Công thì ở đó chắc chắn sẽ không bị bùng kẹo. Không những ta không thất hứa mà ta còn dắt thêm một ông bạn nữa. Để hả? Đây, tay đọc. Âu Dương Phong. Âu Dương Phong, lão động vật. Đâu rồi ta? Đâu rồi? Ai biết. Xin chào tất cả các bạn. Cũng là một tập mới và Ruby xuất hiện với một vai rất là đanh đá và cũng cá tính vết nhở. Cái chuyện mà chị đẹp, chị dễ thương thì mắt thường nhìn là biết rồi. Quan trọng là mình diễn thêm cho người ta thấy vai diễn của mình đa dạng, có thể diễn nhiều nét đúng không? Với tôi á thì là vai gì diễn cũng được, miễn có vai là đóng góp cho Pháp TV là vui rồi. Nhưng mà qua clip lần này á, tôi được thưởng thức thêm một cái món mới rất là ngon, đó là gà Hồng Kông của Popeye. Thì thịt gà rất là giòn, ăn rất là ngon. Chưa đâu, còn phải kể đến cái vị đậm đà của sốt xá xíu Hồng Kông, vị cây nồng của ớt Cajun đến từ vùng Louisiana bên Mỹ, và còn cái vị bùi bùi béo béo của hạt mè nữa. Nếu mọi người muốn biết ngon như thế nào, ngon ra làm sao thì cứ đến cửa hàng gà rán Popeye và order trên menu một món gà Hồng Kông, ăn đi rồi biết. À mọi người ơi, cái tiệm gà Tân Ký mà tụi tôi quay trong phim á, chỉ là phim thôi nha, chứ ở ngoài đời sạch sẽ và rất là ok. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui vẻ, bye. Đặt mua các sản phẩm thời trang của Pháp TV tại PhapTVStore.vn. Cái tên Hồng Thất Công đáng ghét này lại đẩy ta về cái thời này nữa chứ. Ủa, gọi cái này chừng nào mới chín vậy? Ê à. Không có gì hết á, chị muốn nói là cái này phải ăn với nước chấm. Ăn với nước chấm mới ngon hơn. Gửi gì?
Chơi luôn anh ơi, chơi luôn. Em đứng sau anh, đừng có ngá. Có mang bếp luôn à, đừng khách. Thôi. Ngồi đi. Cho nó bài học đi anh ơi. Nửa tháng một tập từ viết kịch bản khoảng 7 ngày
rồi họp sản xuất, rồi sản xuất, rồi tới dựng phim hậu kỳ thì ở thêm 7 ngày nữa. Thế nhưng mà cực nhưng mà rất là vui. Nhưng mà mong là sắp tới thì cái tình hình kinh tế, dịch bệnh ổn định để tụi mình được tiếp tục quay.